Vâng, và chúng ta lại quay trở lại một series. Thì ở lần trước chúng tôi là có làm một chiếc xe Lisa, đó chính là một chiếc xe dùng để chơi bời. Và đây là chiếc Honda CR-V, CR-V phiên bản 2019. Thì ở phiên bản này là một chiếc xe gia đình, thì chúng ta nên làm cái gì và cái gì cần thiết để bảo vệ chúng ta và những đồ bảo vệ chiếc xe an toàn khỏi những cái tác động bên ngoài cũng như bên trong xe. Vâng, và trước mắt chúng ta đây là cái bạc căn chỉnh panorama, camera 360 độ đến từ Hàn Quốc. Vâng, và đây là cái camera phía đằng trước. Cái vị trí của nó là ngay dưới cái logo này. Vâng, và đây là cái vỏ hộp camera. Vâng, và với cái móc sát này thì camera không bên phải nằm ở vị trí dưới này, chúng ta cũng có thể coi. Mời anh cameraman đó. Vâng, và cái camera đằng sau thì nó sẽ nằm ở vị trí nguyên bản của nó thôi. Thì ngoài ra chiếc xe này còn có là một số cái hạng mục về sơn phủ gầm và một số cái chi tiết mà ít khi nào quý khách hàng quan tâm tới, đó là cái chính là cái tấm lồng vè bằng nỉ dưới này. Tấm lồng vè bằng nỉ dưới này thì nó cách âm nó tốt hơn rất là nhiều so với nguyên là tấm bằng nhựa. Tuy nhiên là đối với cái môi trường của Việt Nam mình thì nó hay bị nhão khi sử dụng, cũng như là khi đi rửa xe, những cái vòi trình rửa xe không chuẩn đó, thì chúng ta sẽ gia cố lại bằng cái lớp cao su no của sơn phủ gập. Và ngoài ra chiếc xe này còn có lắp một cái bộ cảm biến áp suất lốp. Thì trước đây cái vị trí này là một cái van bằng cao su, thì chúng ta sẽ thay bằng cái van bằng kim loại có một con cảm biến bên trong, và nó sẽ có một cái vị trí chờ ở phía bên trong này. Cái vị trí chờ đó thì sẽ bỏ cái hình ảnh cái con cảm biến đó vào, và sau đây chúng ta sẽ tiến hành mở cửa đi sâu vào bên trong để coi thử là bên trong nó có cái gì. Thì trước khi vào bên trong là chúng ta có thể thấy là một số đồ và trang trí cho đẹp dành cho chiếc xe này. Vâng, và chúng ta sẽ tiến hành. Vâng, thì khi mở ra thì chúng ta sẽ thấy được là nguyên bản là nó sẽ có cái ốp gỗ rất là sang. Tuy nhiên là cái phần dưới này là chúng ta là cái phần này là ốp thêm, cái phần này nó màu đen thì chúng ta sẽ làm cho nó đẹp hơn, cũng như là bảo vệ ở phần này. Vâng, và phía dưới này là cái phần bệ bước ngoài, thì một số đại lý này sẽ tặng hoặc là tính phí, nhưng mà chúng ta có thể ra ngoài thì cái chi phí nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Thì ở đây là cái mod set là chúng ta là bọc da các chi tiết nhựa thông thường, dưới này là sàn da, và cái vị trí của cái cảm biến áp suất lốp là vị trí này anh có thể chỉ vào. Thì hiện tại là chúng ta đang bơm cái bánh trước nó hơi bị căng đó, thì ra đây thông số 4 lốp. Nếu mà chúng ta đang di chuyển mà 2,7 kg nó xuống 2,5 kg là nó sẽ báo bằng tiếng tít 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 kèm nhấp nháy cái lốp nào. Vâng, và sau đây em mời anh cameraman lên xe để xem là trên xe nó có cái gì. Xin mời anh. Vâng, và đây là cái màn hình camera 360 độ. Thì hiện tại đang có một tấm bạc phía đằng sau nó bị gấp, và chúng ta sẽ tiến hành test thử. Thì với khi chúng ta đá xi nhan qua một bên tài phụ bất kỳ thì nó sẽ đều xuất hiện một cái vạch vàng cách thân xe tầm khoảng 25 đến 30 cm. Cái này sẽ hỗ trợ chúng ta trong cái việc đậu đổ cặp lề cũng như là lái xe an toàn, và tương tự là khi chúng ta lùi. Và vì đây là xe có cân bằng điện tử nên nó sẽ xuất hiện cái vệt chuyển hướng theo vô lăng đó, và chúng ta đang ở chế độ ưu tiên thì nó sẽ xuất hiện cái hai cái vệt hai bên. Vâng, và chúng ta sẽ tắt cái ưu tiên đi đó. Khi chúng ta tắt ưu tiên là nó sẽ về như mặc định này, chúng ta bật ưu tiên là nó sẽ xuất hiện vệt chuyển hướng theo vô lăng. Thì sau cái đoạn này chúng ta sẽ tiến hành đi thử để test luôn. Thì trên chiếc xe này ngoài ra còn có một cái bộ camera hành trình L2 sản xuất tại Hàn Quốc. Thì nó đây, thì với cái camera hành trình L2 này nó hay ở cái điểm nào? Thì thứ nhất là nó hay ở cái chỗ là khi chúng ta đậu đổ xe, tắt máy thì cái camera này nó vẫn ở một cái chế độ chờ và ghi hình để giám sát và bảo vệ xe của chúng ta khỏi những cái tác động bên ngoài. Vâng, và
cái nguồn điện nó sẽ lấy từ bình ắc quy, tuy nhiên nó có một cái công nghệ LPP thì có thể là hỗ trợ bảo vệ cái bình ắc quy. Khi mà nó đạt cái mức điện áp là dưới 12V nó sẽ ngắt. Tuy nhiên là cái camera này ở chế độ chờ nó là nó rất là, nó kiểu giống như là cái điện thoại chúng ta để chờ, và cái điện thoại chúng ta là sử dụng cái nguồn điện khoảng 3000mAh thôi, rất là bé, tuy nhiên chế độ chờ xài rất là lâu. Vâng, thì ngoài ra đây là chúng ta còn có một cái loa xích nâng cấp thêm dành cho chiếc xe này. Thì với chiếc xe này là chúng ta có một cái hệ thống là 8 loa, thì với 4 loa chép và 4 loa cánh cửa là 4 loa bass, thì nó sẽ thiếu đi một cái âm siêu trầm, nên là chiếc xe này khi mở nhạc, mà nhạc bolero hay là nhạc sàn, nó sẽ bị hụt cái âm bass, âm siêu trầm đấy, thì nó sẽ cái bài hát nó không có hay cho lắm, nó không có ấm. Thì ngoài ra chiếc xe này còn thiếu một cái hệ thống loa middle range kiêm nhiệm tiếng ca, và chúng ta sẽ tư vấn cho khách nâng cấp thêm. Tuy nhiên thì một chiếc xe gia đình như thế này thì những cái sản phẩm trên xe là gần như là chúng tôi đã làm đủ. Thì tuy nhiên ở đây có một cái phim cách nhiệt là nguyên bản là hãng tặng là phim 3M nhưng mà cấp thấp, nên là tuy nhiên là nó chưa được tốt cho lắm. Thì xe có cửa sổ trời, thì thường là cái cửa sổ trời này á, là quý khách hàng chúng ta á, là ít khi để ý. Thì với cái sinh rúp đôi như thế này là cái lượng nhiệt nó sẽ đi xuyên qua, và cái lớp này rất là mỏng nên là nó rất là nóng. Là quý khách của chúng tôi, là tôi có tư vấn là ảnh đã dán lại rồi, cái này là đã qua dán lại, đã dán lại rồi, nên là nó hạn chế bớt. Tuy nhiên là những cái bức xạ nhiệt từ những cái phim này nó rất là nóng. Thì hy vọng là một ngày không xa sắp tới thì anh chủ xe sẽ quyết định đổi nâng cấp lên tấm phim fixed glass của chúng tôi. Vâng, một lần nữa là chúng tôi cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ cửa hàng. Và sau đây là một cái review sơ lược qua về những sản phẩm cần thiết trên một chiếc xe gia đình. Vâng, và đây là chiếc Honda CR-V phiên bản 2019. Và hiện tại là chúng tôi là chuẩn bị là căn chỉnh âm thanh dành cho chiếc xe này, và tiến hành lắp đặt, ráp lại cho nó hoàn thiện hơn. Và chúng ta sẽ tiến hành di chuyển thử nhé. Vâng, chúng ta sẽ tiến hành di chuyển chiếc xe này thực tế luôn. Đó, quý vị và các bạn có thể thấy nhé, chúng ta tiến hành di chuyển. Và khi chúng tôi hiệu lệnh đá xi nhan cũng như là lùi, khi lùi chúng ta tắt xi nhan đi. Thì ở cái phiên bản này là khi lùi là nó sẽ kích hoạt cái độ ưu tiên luôn, nên là sẽ hiển thị xung quanh. Đó. Và chúng tôi sẽ tiến hành kiểm nghiệm thử. Đó, khi chúng ta lùi này, ở mức đầu tiên là nó sẽ xuất hiện cái ưu tiên, và sau đó là nó sẽ ngắt, và chúng ta sẽ kiểm nghiệm. Đó. Và chúng ta tới lại nhá. Đó. Và chúng ta sẽ tiến hành đá nhanh một bên. Không, tôi sẽ đá bên này. Và tiến hành cặp lề sát vào cái tấm bạc để coi cái khoảng cách của nó chuẩn hay không. Đó, chúng ta sẽ tiến hành coi thử khoảng cách giữa cái vạch vàng với lại tấm bạc. Rồi, mời anh cameraman, chúng ta tiến hành coi bên hông này, bên hông phía đằng sau. Và chúng ta có thể thấy này, nó cách thân xe vào khoảng 30cm so với lại thân xe, rất là chuẩn. Một lần nữa là cảm ơn anh cameraman đã ghi hình để cho quý khách hàng của chúng ta biết được là chiếc xe này cần cái gì. Vâng, và đây là cái màn hình, và chúng ta có thể cài được thêm một số cái, ví dụ như là YouTube cũng như là cái Navitail dẫn đường theo xe. Và cái này rất là cần thiết để cảnh báo tốc độ cũng như là dẫn đường cho chúng ta. Một lần nữa cảm ơn quý khách hàng nhé.